Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình bình luận diễn biến chính sự Ukraine chiều thứ hai ngày 24 ngày 29 tháng 4 ngày thứ 796 của cuộc chiến và vẫn là những chuỗi ngày nghỉ lễ của chúng ta à, quá tuyệt vời chúc quý vị những ngày nghỉ lễ vui vẻ mạnh khỏe và tươi trẻ hôm nay thì ngày nghỉ lễ của chúng ta và cũng là cái ngày cuối tuần và đầu tuần của phía tây đúng không ạ chiến trường Ukraine à, nhưng mà thông tin có thể nói rằng là rất nhiều thông tin thú vị chúng ta sẽ đến với lại cái phần à, tổng hợp các thông tin chiến sự trước vâng không biết rằng là quý vị nào có kiến thức thì à, cho tống à, tôi sẽ à, gọi là được khai sáng cái ngày lễ chính thống giáo phục sinh của viễn nga thì họ nghỉ không biết bao nhiêu ngày nhưng mà ngày hôm qua thì họ bắt đầu nghỉ và hôm nay thì có vẻ đã có nối lại ngay những đợt tấn công à, rất ác liệt rồi rất có khả năng thì họ nghỉ cái ngày uh, cuối tuần, đúng không ạ? À, cùng với ngày lễ chính thống giáo. Còn buổi chiều ngày hôm nay thì cũng vào sáng ngày thứ hai của họ. Cho nên là phía nga đã nối lại những hoạt động tấn công. Không dù sao thì, uh, chúng ta cũng chỉ biết là như thế thôi. Còn uh, đặc biệt là nó diễn ra những cái khu vực rất trọng điểm. Cho nên lễ hay không thì họ cũng oánh thôi. Như quý vị nhìn thấy ở đây thì uh, những tưởng rằng là phía nga sẽ giảm cái bước tiến của họ uh, để củng cố mặt trận, đưa quân mới uh, chuẩn bị trận địa hậu cần vân vân. Thế nhưng mà ngay sau đó thì chỉ được có một ngày à, Khó vẻ là hơi tĩnh tĩnh Mặc dù gọng kìm phía trên vẫn hoạt động à, ác liệt Thì trong chiều ngày hôm nay chúng ta thấy là cánh quân Phía bên hùng à, khu vực Tây Bắc của Ocheretine Đã mở mũi tấn công vào Novo Aleksandrivka à, Và họ đã tiến vài km đấy Cũng phải tầm 2 km chiều sâu Và khoảng độ hơn 1 km chiều rộng Họ mở rộng điểm kiểm soát về à, sát làng Akhan Heske Khổ cái làng này sao lại đặt ra cái tên là đọc đọc méo cả tiếng như thế này họ kiểm soát rồi kiểm soát hết làng Kalinova rồi quý vị nhé kiểm soát khác và uh, chiếm khác quý vị nhé kiểm soát tức là giải quyết toàn bộ luôn đấy còn những cái khu vực mà nó xám xám trắng trắng như thế này là có nghĩa là đang đang trải lược hoặc là mình gọi là dọn dẹp đấy Đấy, tức là họ chiều nay thì họ đã gọi là dọn dẹp xong toàn bộ cái khu vực làng Novo Kalinova. Có thể nói là phần lớn chỉ còn lại dính một tí ở vùng Ceramic thôi. Ceramic thì cũng chờ dọn dẹp thôi. À vâng, chưa chờ dọn dẹp. Nó còn cái phần liên quan tới mặt trận của Akhan Neske nữa. Phần chờ dọn dẹp ấy thì nó nằm đúng ở cái cung đường này. Cắt đến đây rồi cắt ngang sang bên này. Đấy nhìn chung là gọng kìm này thì phía nga đã tấn công lên hai khu vực chỉ còn một tí nữa à, lên tới Akmaneske nhưng mà còn ở phía lòng chảo thì họ cũng tấn công đánh chiếm luôn chứ họ không có vây hãm quân Ukraine ở đây nữa ở đây thì có một trong những cái sự kiện khá thú vị là Ukraine thành lập một cái lữ đoàn đặc nhiệm của lực lượng SBU cơ quan an ninh của họ thì lần đầu tiên lực lượng đặc nhiệm vừa mới được triển khai ra mặt trận đã phải uh, lôi vào đây để đánh nhau với lại quân bộ binh của nga rồi chứ không được đi làm công tác đặc nhiệm và nghe đâu là cái lực lượng đấy đã bị phía nga tiêu diệt phần lớn còn về phía khu vực phía dưới ở hướng berdyche novobakmutkita thì phía nga cũng đã gần như là mở rộng hết tất cả những cái điểm còn lại ra khỏi cái khu, uh, đánh bật ukraine ra khỏi toàn bộ khu vực này tiến thêm về phía tây Berichi, uh, semenivka rồi vâng, đây bước tiến đây quý vị có nhìn thấy Novo Alexander này Đấy. Rất quan trọng đúng không ạ Bước tiến này có thể nói rằng là Đây chính là một bước tiến mà khiến cho Ukraine sẽ rất đau đầu Và không biết là phía Nga sẽ đánh tiếp vào đâu Bây giờ thì họ sẽ phải Họ sẽ bao vây Akhan Ak Thẳng lên thì vào Novo -C Alexander Mà tiếp theo cái khu vực này Bây giờ có thông tin rằng vùng này cũng là vùng xám rồi ít nhất là đến cái đường quốc lộ ở đây rồi. thì như vậy là ukraine không còn cái gì để giữ ở cái trận địa phía này nữa và tất nhiên là cái khu vực phía dưới này cũng hở hông hốc cái sườn phía bắc, đúng không ạ? cho nên là một bước tiến chiến thuật của phía nga trong một cái ngày nghỉ lễ rất là là chí mạng. còn ở phía tuyến phía dưới thì chúng ta thấy ngày hôm nay ukraine cũng đã cảnh báo cấp báo về việc là nga đã vượt qua bờ sông để đánh thốc vào làng umanske, không thèm chờ cánh quân phía đông của họ tiến sang từ Semenivka, Olivka rất có khả năng thì họ đánh uh, để mà ghim quân Ukraine ở đây rồi họ sẽ tiến sang từ phía đông chứ còn tấn công từ hướng bờ sông lên thì nó cũng rất là rủi ro và đặc biệt là trong chiều ngày hôm nay thì nối tiếp cái thành công của Nga ở khu vực phía dưới buổi sáng phía Nga đã tiến vào khu vực trung tâm của Netalove họ nói rằng là đáng tiếc là cái trận xung kích tối hôm qua tức là trưa ngày hôm nay của chúng ta ấy, vào cái khu vực tòa nhà cao tầng này thì đã gặp cái sự kháng cự quá ác liệt của phía Ukraine cho nên là đã bỏ lỡ một cái uh, gọi là dịp để tấn công tập trung từ phía nam lên uh, khu vực trung tâm để chiếm toàn bộ khu vực trung tâm. Như vậy cho thấy rằng Ukraine đang dựa vào cái trận địa phòng thủ của họ ở cái khu vực mà không biết là cái gì trông nó hầm hố thế này thì nó như kiểu nhà kho công nghiệp công nghiệp là cái gì đó đấy và chỗ này đang là cái chốt chặn sườn phía nam của Delta Love nhưng mà dù sao đi nữa thì chúng ta cũng thấy rằng là trận địa này đang suy yếu khá nhanh sau khi mà ở phía trên nó thất thủ cũng quá nhanh bây giờ thì nga đang nối lại những cái hoạt động ở khu vực này để hướng về khu vực Nesnevenske giải quyết toàn bộ cụm này về đánh về khu vực phía bắc của Krasnohorka và hướng tới trận địa ở vùng Kurakove chiều ngày hôm nay thì giao tranh diễn ra khốc liệt ở Krasnohorka khi ukraine sau hơn một ngày tổ chức phản công thất bại bây giờ họ lại tiếp tục tung quân ra phản công không chỉ vào khu vực cánh giữa mà vào tất cả những cái sườn của cánh quân phía nga lên không biết là cái diễn biến phản công của ukraine có thành công hay không chưa có thay đổi gì về chân trận địa đến thời điểm trưa nay ở khu vực phía dưới thì diễn ra một cái bước tiến vâng có thể nói là khá là kinh nhân kinh hoàng hoặc là kinh dị nào đó, đúng không ạ? Bước tiến của nga ở trên một diện tích chiều rộng vài km, gần 4 km và chiều sâu thì một gần 1 km hướng về phía paraskopka và như vậy là họ đã cải thiện trận địa đồng loạt. Thông tin này thì từ chính phía Ukraine. Tất cả những thông tin tôi vừa đưa thì đều từ chính phía Ukraine, cho nên là tính xác thực của nó là rất cao. Như vậy là phía Nga đã tiến một cái khoảng trên bản đồ khá rộng đúng không ạ? Đây, cái khoảng như thế này. Điều này nó tạo điều kiện rất thuận lợi cho họ để họ mở rộng mặt trận phía về phía Tây. Cắt đường ở đây, áp sát tới Paraskopkivka và không thèm thông qua cái khu vực Vorobivda nữa mà tiến thẳng về đây rồi tập kích vào Konstantinivka. Phía Nam thì họ cũng đã không trông cậy vào Paraskopkivka nữa. Họ đánh bật Ukraine ra tít cây cuối ao ở đây và mũi tấn công của họ cũng đang hướng về khu vực này. Như vậy là chưa có tiến bộ gì đáng kể ở phía dưới nhưng mà chúng ta nhìn thấy hướng của họ đang à, đang bỏ qua những cái à, phương pháp truyền thống để mà tức là bỏ qua các trận địa hỗ trợ để mà lao thẳng tới khu vực trung tâm. Giống như cách đánh của họ rất là thú vị ở Ocheretine Adipka những ngày vừa qua. Vâng, như vậy là đến phần bên dưới này thì cũng không có gì đáng kể trừ cái khu vực Kherson khu vực khe son thì thông tin ngày hôm nay ông tổng tham mưu trưởng nói rằng là chúng ta đã có một chiến thắng tuyệt vời Đấy, trong đó thì thực tế đây nó là vùng xám mà quý vị nhìn này. nó là cái vùng không ai kiểm soát thì phía ukraine họ đã sang họ đánh chiếm trong buổi sáng ngày hôm nay Đấy, và họ gọi là một chiến thắng tuyệt vời mà họ tung hô như vậy thì có nghĩa rằng là họ đã để hổ lộ cái thiên cơ bắt khả lậu đúng không ạ có nghĩa rằng nếu đánh như thế này ấy thì âm thầm mở rộng địa bàn sang bên này, sang bên này đấy, để đổ bộ lên khu vực này nhưng mà Ukraine đã không giữ được cái mồm và họ tung hô như vậy thì có nghĩa rằng là rất có khả năng thì chỉ có mang tính chất truyền thông thôi và thứ hai nữa là chiều hôm nay thì cái lữ đoàn 61 thủy quân lục chiến của nga ấy, nó đã tấn công vào trận địa này từ hướng nào đó hoặc là pháo kích hoặc uav như nào đấy gần như là đã gọi là hóa giải tất cả những cụm quân của Ukraine ở trên cái khu vực hòn đảo này. Như vậy là một cái bàn thắng chiếm từ một cái khu vực gọi là vâng, rời ơi đất hỡi nhưng mà cũng chỉ giữ được có vài tiếng. Bây giờ thì chắc là họ vẫn giữ thôi nhưng mà không còn quân ở trên đấy nữa rồi. Mà Nga thì cũng không bận lòng để mà chạy sang khu vực đấy làm gì. Còn khu vực phía Bắc thì không có thay đổi gì ở khu vực Bắc Mút cường độ giao tranh vây ép của phía nga và đặc biệt là các hoạt động chiến thuật của họ vẫn cầy nát trận địa của ukraine ở hướng này nhưng mà vẫn chưa có hoạt động tấn công đáng kể trên bộ rồi các khu vực ở đây thì vẫn diễn ra giao tranh ở năm cứ điểm như chúng ta đã nhìn thấy hàng ngày khu vực này thì ukraine phản công vào cái khe sâu ở đây và chiếm lại thêm được vài trăm mét nữa ở khu vực này và chúng tôi cũng không hiểu cái ý đồ của ukraine như thế nào họ vẫn chưa tổ chức cắt được cái động kìm được phía nga rất có khả năng thì họ cũng chuẩn bị làm cái điều này Chứ nếu không thì đi vào khu vực giữa này để làm gì. Không có hướng tấn công mở rộng của Makipka và chiều nay thì có dấu hiệu là Ukraine tung thêm quân để mà thủ ở Makipka. Có vẻ như họ đã bình ổn cái trận địa này tạm thời đến thời điểm ở đây. Bởi vì đây là một cái thành trí mạng đối với Ukraine. Không thể để mất. Thành này nó gần như là cái thành gọi là chấn ải của toàn bộ cái mặt trận ở vùng Nam Startop. Còn ở khu vực phía Bắc thì uh, buổi chiều ngày hôm nay, Nga đã nối dài cái, à không phải nối dài, mà phát triển thêm được cái diễn biến quan trọng uh, cho họ ở hướng buổi sáng. Đó là họ đã có những cái đột phá lớn tiếp theo để kiến về cả hướng Berestove uh, trong chiều ngày hôm nay và hướng về Pichane, một thị trấn cũng là cái trấn ải, đấy, uh, ở đây. Và ở đây cũng là một cái trấn ở cái tuyến phía Nam hai thị trấn quan trọng mà nga đã định sơ múi hồi đầu năm nhưng mà không được chiều nay thì họ đã có những cái đột phá đáng kể đến khu vực này tuy nhiên thì cái pháo đài của và cao điểm ukraine nằm ở đây cơ cho nên là nếu nga không đánh được cái khu vực này họ cũng rất có khả năng khó có khả năng để chiếm được ở đây và tất nhiên là không đánh ở đây thì cũng không thể chiếm được vì không thể có sườn để tấn công được từ hai hướng chúng ta hãy xem là nga đã bất ngờ tung ra một cái món nhìn dưa gắp thịt để đánh chiếm được một cái khu vực tam giác khá quan trọng như thế này thì họ sẽ định mở rộng tiếp theo như thế nào một cái hướng mà chúng ta rất chờ mong đúng không ạ còn ở khu vực phía kisoka trong chiều hôm nay thì nga cũng tiếp tục mở rộng ra à, nhiều người nói rằng là nga đã chiếm gọi là ngoéo một cái là được luôn cái thành này rồi đấy à, cho dù họ có chiếm... Ukraine thì nói rằng họ chưa hoàn toàn chiếm được thì chúng ta hãy chờ xem nhưng rõ ràng là với cái thế trận như thế này thì cái làng costa rica à, nếu mà nga thực sự tấn công đúng không ạ thì cũng không thể nào giữ được tuy là ngàn làng này thì nó có rất nhiều mìn bởi vì à, họ giữ được cái tuyến này vì nó sát phía nga là nhờ vào cái bãi mìn đấy à, nhưng mà à, phía nga đến thời điểm này họ vẫn chưa có tỏ vẻ đánh những cái đòn đánh cam kết M vẫn mang tính chất là câu kéo ukraine quay trở lại khu vực này mà thôi à... Như vậy là trong vòng 2 ngày thì Nga đã có hai bước tiến rất ngoạn mục bất ngờ ở hướng Klyshka và hướng Tabayka. Đặc biệt là Tabayka, chúng ta sẽ chờ những thông tin phát triển trận địa tiếp theo của phía Nga. Trên mặt trận không kích thì vàng đến chiều nay Ukraine vẫn chưa tiến hành cái chiến dịch để đời của họ để nhắm vào Crimea và cầu cũng như là nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. À, mặc dù bây giờ những công tác liên quan đến việc chuẩn bị rồi trinh sát giết của đồng minh của họ có thể nói rất là rào rạt, dữ dội và ao ạt ở đây rồi. Thế nhưng mà chưa phát động được. Còn về phía Nga thì cũng không chờ đợi gì. Ngày hôm nay thì họ tấn công tên lửa vào khu vực uh, Klimensky, Technopin. Rồi ở Mykolaiv họ lại tấn công vào một cái nhà máy uh, kiểu như là cũng là đóng tàu của phía Ukraine. Ở đây thì rất nhiều nhà máy đóng tàu. Rồi... Buổi sáng thì họ đã tấn công vào cụm đóng quân của lính đánh thuê có 150 người, trong đó thì đã gần 100 người bị loại khỏi vòng chiến đấu và buổi chiều họ tấn công vào một trận địa pháo tiêu hủy một cây khẩu pháo phản lực của Séc. Và quả cuối cùng, hai quả máy bay, hai quả tên lửa đã tấn công vào sân bay Mirograd ở vùng Poltava. và chúng ta chờ xem những cái kết quả liên quan đến tổn thất ở đây, ở đây còn lại thì những quả bom FAB và UAV vẫn được Nga sử dụng ở khu vực biên giới Sumy và Kharkov. Và chúng ta đã thấy yên ắng được 24 giờ đồng hồ khi Nga không còn tung thêm những cái thông tin gì liên quan đến chiến dịch phía đông bắc của họ nữa. Vậy là cho đến khi họ tấn công thật thì chúng ta sẽ thấy họ sẽ dày vò chúng ta bằng vài đợt ừ, truyền thông như thế này nữa để cho Ukraine bị nhơn. đúng không ạ? Với lại những thông tin truyền thông rồi họ sẽ tung ra những đợt tấn công thực sự. Vâng, còn về phía Ukraine chúng ta dường như là rất nhiều người đang căng mình chờ đợi những cái chiến dịch của phía Ukraine khi lần này họ lại tuyên bố trước khi đánh, à, có thể nói là rất lạ. Đó là những diễn biến trên mặt trận khá sôi động cho một ngày lễ và ngày Chủ nhật của phía Nga, trong đó họ đạt được những bước tiến rất dài tiếp theo ở Ochiretine, ở vùng Kupian Kharkov, đúng không ạ? Vâng bây giờ chúng ta sẽ đến với các phần uh, bình luận diễn biến chiến cuộc chính sự ukraine okay,